giọng. Đó, đó, đó. Cái đủ tham mê mà tao feel được mình ghét nó. Thành muốn xây dựng một cái câu chuyện về một người phụ nữ để khán giả xem vào, khán giả đồng cảm với cái người phụ nữ đó. Khi mà Vinh với Thành xong phim Bố Già, Thành nói là anh Vinh ơi, em có một cái ý tưởng này rất là hay. Khi mà đọc kịch bản rồi mình cảm thấy rất là thu hút cái năng lượng của cái nhân vật này. Với cái câu chuyện này nó từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai, và cả những cái sự tưởng tượng và các cái mối quan hệ trong đó, cả gia đình, cả nhiều thứ. Và ý tưởng của Thành thì rất là khác so với những phim anh đã từng làm trước đây. Nếu như Nhà Bà Nữ thì đó là những người phụ nữ chịu tổn thương nhưng lại tổn thương người khác, thì Mai là một trường hợp khác. Mai không như vậy. Phương Anh Đào rất là giỏi, đa dạng trong cách diễn xuất và thật sự có một cái nội tâm, một cái chân thật cảm rất rất là tốt. Cái thứ hai, gương mặt của Mai nhìn vào khán giả phải tin đó là một cái người phụ nữ ở cái độ tuổi 30 mấy mà lại rất là trẻ. Khi mà lên casting với cái lực diễn, với cái cách biểu đạt cảm xúc thì vừa diễn xong một take đầu tiên thôi, tất cả mọi người ôm nhau mừng rỡ và Thành nói ngay với những người diễn viên nữ đó là Mai đây rồi, và đó chính là Phương Anh Đào. Đầu mà khi mình đến casting và những ngày đầu mình làm việc thì mình luôn luôn nghĩ mình là nhân vật Mai. Một trong những cái nguồn mà khởi xướng lên cái dự án và làm cho mình cảm thấy là mình tin vào nó và mình cảm thấy mình muốn yêu nó, mình muốn dấn thân với nó thì chắc có thể là do anh Trinh Thành truyền cảm hứng cho mình. Em muốn nói nó suốt được, em không muốn nói mà em vẫn còn nhớ nó là không bao giờ nó suốt được. Anh kể về câu chuyện một cách đầy đủ tất cả các cung bậc ở trong đó và mình thấy cái ấp ủ của anh thông qua cái dự án này là như thế nào? Tuấn Trần sẽ là một màu sắc khác với lại quắn của Bố Già. Lần này đây là Dương, là Trùng Dương. Nhân vật này đối với Tuấn là một nhân vật rất khó. Tuấn thì kiểu là hướng nội, còn nhân vật này là thể hiện những cái mà mình muốn một cách rất là thẳng thắn. Hầu như là cái cách sống của cái nhân vật này nó khác Tuấn hoàn toàn. Nào là chơi piano nè, tâm hồn nghệ sĩ, biết khiêu vũ, táo bạo, hút thuốc. Thì mình mất thời gian làm cho khán giả phải tin đó là nhân vật. Cho nên là Tuấn học đàn hình như là cũng phải 3-4 tháng, phải đánh những cái bài về cổ điển, phải chạy nốt liên tục. Còn học khiêu vũ thì mất nhiều thời gian để tập skill nhiều. Tuấn không có muốn là mình diễn là mình chỉ là copy, mà mình phải sống trong cái nhân vật đó. Tuấn diễn rất là chân thật. Cái điều mà mình quý nhất ở Tuấn là Tuấn không bao giờ bỏ cuộc. Khó cách mấy Tuấn cũng sẽ cố gắng làm cho bằng được. Mình biết là có những cái mình nói để Tuấn làm nhiều hơn, nhưng mà Tuấn chưa bao giờ cảm thấy bỏ cuộc. Tuấn là diễn viên yêu nghề và mình quý Tuấn thật. Quý vị, mình kiếm được một cái bối cảnh quá đẹp ở bên chung cư. Mình làm những cái cẩu để quay được hết hoàn cảnh của chung cư, rồi lấy cái những cái bạt che lại để ngăn mưa, hay là tạo thêm ánh sáng để làm cho cái ánh nắng nó sáng hơn. Thì anh em đều phải khiêng những cái đạo cụ đó lên tận lầu 3. Mọi người thấy là rất là thương những anh em. Thật sự họ đã rất là cố gắng để có thể giúp Thành đạt được cái mong muốn của mình. Như quý vị thấy là trong cái chung cư này nó có những cái chỗ cực kỳ hẹp. Mình không thể quay những cái cảnh bên trong cái nội thất được, là bởi vì có những cái máy nó rất là to, nó rất là cồng kềnh. Có những cái tay máy nó dài gần một nửa căn nhà, thì mình để cái tay máy vào thôi là đã hết căn nhà rồi, làm sao mà quay. Cho nên là dựng lại toàn bộ cái chung cư đó, copy lại đúng cái ngoại thất, và cái nội thất hoàn toàn là dựng lên. Mình phải tái hiện lại cái hành lang, 6 cái mặt tiền và 2 cái phòng của Dương và Mai đối diện nhau. Khó nhất là về những cái vật liệu để làm cho đúng rắc co với lại ngoài thực tế. Thì các bạn bên team kế phải đi lùng sục tìm khắp nơi ở Sài Gòn. Mình nói với anh họa sĩ là em muốn một cái nhà cũ nhưng mà vào trong đó nó phải mới, nó phải hiện đại. Anh ta là cái người thích cái style retro. Nhà Dương có hơi hướng nghệ sĩ thì tông ấm nóng, rất là nhiều màu sắc. Cái vật dụng trong nhà
từ cái lồng chim, từ cái đàn, nó cho thấy là cái nhân vật này là một nhân vật rất nghệ sĩ. Ngược lại thì bên nhà Mai tông màu đơn giản hơn đối nghịch với lại là cái nhà Dương. Bên kia nhà của Mai thì vẫn là một cái nhà cơ bản, nhưng mà nhìn vào mình phải thấy tươm tất, mình phải thấy được cái sự sắp xếp của cái người phụ nữ này. Cô ta cũng là một cái người quán xuyến cuộc sống khá tốt. Ở đó tôi tái hiện lại cái giếng trời ở những cái khu chung cư lớn, người ta sẽ lấy không khí từ ngoài để cái ngôi nhà nó mát, và đặc biệt là nó mang đến cái môi trường giao thoa của những ngôi nhà khác nhau. Thế nên tôi rất là thích cái cảm giác có cái giếng trời ở trong cái set quay của tôi. Nói về số lượng đồ thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 300 bộ, hơn 300 bộ gì đó. Trong bộ phim này thì mọi người có thể thấy rằng là Mai có những cái giai đoạn thay đổi. Ở cái giai đoạn đầu tiên thì cô ấy không quá quan tâm về vẻ bề ngoài. Thì ở cái giai đoạn 2 thì khi mà Mai có một cái sự xuất hiện của Dương đến trong cuộc đời của mình, cái trang phục nhẹ nhàng hơn, nữ tính hơn và có một cái chút liên quan nào đó đến Dương. Yêu cầu đặc biệt của đạo diễn, anh chàng này có nhiều vết sẹo thì mình nghiên cứu làm khuôn, mình đổ sẹo dán lên rồi mình phải làm cho nó giống như một cái vết sẹo thật á, nên là khá là phức tạp. Thì về cái nhân vật Mai phải thật là đẹp một cách tự nhiên. Phương Anh Đào đã có những cái nét sẵn, cái nét đẹp của Phương Anh Đào nó cũng rất điện ảnh, nên là chỉ cần làm nhẹ thôi, làm trong thôi. Đây là lần đầu chung cư cô có đoàn làm phim đến. Thấy anh em trong đoàn cũng nhiệt tình. Cô thấy cái đoàn phim lâu lâu mới về một lần nên là những cái gì tốt dành cho đoàn phim. Thấy quay cũng không ảnh hưởng gì tới bà con rồi cũng vui. Nó làm cho cái chung cư lên nó giống như có một cái sức sống lên. Có thằng bé con cô nó cũng thích gặp chú Thành nên nó mời chú Thành, nó pha nước mời chú Thành uống. Vậy hết cho nước xăm rồi giờ cho chè này, sao không ai có, tại sao chú Thành có hay vậy? Tại thấy chú Thành hài vui. Thành rất là biết ơn tất cả những cô chú, anh chị em ở trong chung cư An Bình này để hỗ trợ cho Trấn Thành làm một bộ phim Mai thật là suôn sẻ. Tết 2024 này sẽ có phim Mai ra rạp. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái Tết ở ngoài rạp để đón xem tụi mình nha. Hy vọng quý vị xem phim, quý vị sẽ thấy muốn yêu, muốn được yêu và muốn lan rộng cái tình yêu thương đi cho nhiều người hơn. Thì anh Đào cũng lại đang có mặt ở bối cảnh quay chung cư nhà của Mai. 3, 2, 1, 9. Từ những cái lúc đầu mà khi mình đến casting và những ngày đầu mình làm việc thì mình luôn luôn nghĩ mình là nhân vật Mai. Ở trong đầu mình nó sẽ phải mặc định là như vậy. Thì khi như vậy mình cảm giác như vậy, mình thổi hồn vào trong cái câu chuyện này, nó mượt mà hơn và nó chân thật và nó sống động hơn đối với bản thân anh Đào. Mặc dù là ngày đầu tiên thì làm việc mọi người chắc là cần thời gian để mọi người có thể làm quen với nhau nhiều hơn một chút xíu. Thì qua những ngày sau nó mới suôn sẻ được. Hy vọng trong 40 mấy ngày hoặc là mấy ngày còn lại là sẽ mỗi ngày là một hành trình đầy niềm vui. Mọi người chờ nha. Để chuẩn bị bước vào cái dự án thì mình sẽ đương nhiên là về kỹ thuật, về cảm xúc mà nó còn về thể lực. Khi mà thể lực của mình nó xuống rồi á là mình sẽ còn có thêm cả trí lực. Bởi vì bản thân mình sẽ không có muốn làm phiền đến mọi người. Bởi vì cái lực nó quá dày rồi, mỗi ngày mình phải hoàn thành nó. Cái mục tiêu của mình lúc nào phải hoàn thành nó mà phải hoàn thành tốt. Thì mình nghĩ là cái nhân vật Mai rất là mạnh, rất là lớn và mình phải mọi giá, mọi cách làm nó ở mức là tốt mỗi ngày. Cũng có những cái phân cảnh là mình sẽ cảm thấy mất thời gian để cân bằng lại. Nhưng mà cũng có những phân cảnh là thật sự mình vừa kết thúc cảnh quay là mình đã có thể bình tâm để mình trở lại là bản thân của mình ở ngoài đời. Bởi vì ở trong cái phân đoạn đó, khi mà mình diễn hết tất cả những cái thách đó rồi á,
những cái gì cảm xúc nó nằm hết ở trong đó rồi. Thì đó là cái cách mà mình cảm thấy là mình cân bằng giữa cái công việc, khi nào mình nhập tâm và khi nào mình nên buông ra, mình lái cái suy nghĩ của mình đi để mình cân bằng cuộc sống. Ấn tượng ban đầu thì Đào thì khúc đầu là sao ta? Nói chung là cảm giác nó sao ta? Ngại quá, mình không biết nó làm sao đó. Mình chỉ biết là tính ra 2 tuần sau khi mà đóng với Đào, Đào cũng dễ thương nha. Chứ cũng không khó gần như mình nghĩ nha. Mà Tuấn phải công nhận một điều là Đào là một diễn viên rất là giỏi. Giỏi trong cảm xúc, giỏi trong cách tạo chemistry với bạn diễn. Tuấn thật sự là Tuấn cũng rất là cảm ơn Đào. Tại vì Đào cho Tuấn một cái cảm giác là rất là thân, rất là gần gũi. Cho nên đó là khi mà đóng những cái phân đoạn về hai người á, tạo cho mình một cái cảm giác mình tin đây là một người con gái cần được sự che chở. Cái Tuấn thấy hay nhất của Đào là Đào cho Tuấn tin đây là một nhân vật Mai thật. Khi mà Tuấn đóng phim với Đào, Tuấn không thấy Phương Anh Đào mà Tuấn thấy đây là nhân vật Mai. Thì Tuấn là một người bạn mà anh Đào cảm thấy là ở cái chàng trai này có cái sự chân thành và có rất là nhiều cái sự cố gắng. Ảnh không có nói nhiều nhưng mà ảnh sẽ bằng một cách nào đó ảnh luôn luôn âm thầm quan tâm và hỗ trợ cho anh Đào rất là nhiều ở trong cái công việc này. Riêng cái diễn viên mà Thành chọn cho vai Mai lần này, đây là một cái người mà giống với lại Mai trong trí tưởng tượng của Thành nhiều nhất. Phương Anh Đào với Thành là hơn cả một sự lựa chọn. Đây là định mệnh, phải gặp nhau và vai này phải là Phương Anh Đào. Đây là một người diễn viên rất là chuyên nghiệp, đa dạng trong cách diễn xuất và cô ta thật sự có một cái nội tâm, một cái chân thật cảm rất rất là tốt. Phương Anh Đào không bao giờ từ nan bất cứ một yêu cầu nào của Trấn Thành. 3, 2, 1, dịch! Mai! Tại con cua chồng tao rồi vậy? Chồng gì đẹp quá hả? Có gì vô tại đi chứ? Chắc chắn là anh sẽ xem cầu rất nhiều và anh cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều. Nói chung là cũng thương ảnh lắm. Một người đạo diễn làm việc nhiều thì rất là thú vị luôn. Bởi vì anh sẽ có những loại tâm lý đặc biệt và anh luôn yêu cầu cái sự diễn xuất đa chiều. Nhận và sau đó phát. Và sau mỗi lần mình yêu cầu thêm, Phương Anh Đào sẽ làm tiếp và làm tiếp. Ngày nào cũng vậy, nó là một cái hành trình về mặt thăng trầm cảm xúc. Nhiều loại tính cách ta vào ở trong một nhân vật theo từng phân đoạn mình thấy rất là thích. Đây là một diễn viên rất là tài năng và ngay từ lúc đầu Thành mới nói là cái cô này cô quá đẹp, cô quá giỏi. Nhưng mà Thành vẫn chưa thật sự thấy được một vai diễn nào mà với Thành là thật sự lột tả và lôi hết được con người bên trong của Phương Anh Đào ra. Bản thân anh Đào khi mà làm việc với cả anh Trấn Thành trong dự án này, anh Đào cảm thấy anh Thành rất là kiên nhẫn. Anh biết là anh cần cái gì, anh muốn cái gì và anh trình bày rất là rõ và anh rất là dễ thương để mọi người cùng nhau cho ra được cái kết quả mà anh mong muốn ở trong scene đó. Thì thật sự là phải cảm ơn anh vì đã rất là kiên nhẫn với diễn viên. Thì hy vọng thôi, đây là hy vọng của Thành, là bộ phim này ít nhiều gì quý vị có thể thấy được một con người mới và một cái nội tâm sâu thẳm nhất của Phương Anh Đào từ trước đến giờ. Mỗi dự án mình sẽ có những cái học hỏi sàng lọc rất là khác nhau, mà dự án này mình sẽ học được, mình sẽ phát triển bản thân, phát triển kỹ năng của mình nó ở một cái bước xa hơn bản thân của mình ngày hôm qua nữa. Thật sự là anh Đào rất là hào hứng để mà mời quý vị khán giả ra rạp vào Tết của 2024 này để xem phim Mai. Hy vọng là mọi người sẽ sẽ có thể đón nhận hết tất cả những cái tâm sức của cả ekip đã dành cho bộ phim này. Và mọi người, nếu như người thấy, mọi người hãy lan tỏa nó đến nhiều khán giả khác nữa. Cảm ơn mọi người. Đây là một vũ trụ mà Trấn Thành cảm thấy rất là hài lòng. Bởi vì vô tình không biết sao mình nhìn họ ở ngoài đời và mình tưởng tượng là ở đây là những cái người mà sẽ phù hợp với một dạng nhân vật nào đó trong cái khu chung cư này. Nhân vật kỳ này của Đức có tên là A Tỷ. A Tỷ là một người hàng xóm trong cái khu xóm của Mai. Cái vai diễn lần này thì cái khó khăn thử thách nhất đó là cái tạo hình. Đạo diễn yêu cầu phải xấu mới được. Mai! Bao nhiêu thằng đàn ông trong xóm này sao mày không nhìn? Mày nhìn trong bài vậy Mai? Trong phim thì lộ vào vai phụng. Lần đầu tiên đi quay vào vai một phụ nữ nhưng mà không có được
make up lộ cho có lẽ có một chút xíu nào đó vẫn không có tự tin về bản thân mình lắm, nhất là khi mình không make up. Khi mà được Trấn Thành đã nhã ý mời Thanh Hằng trong một cái vai diễn, đó là một cái vai bà chủ nhà trọ, mà cái vai có một cái tính cách lạ lắm, một người mà có nhiều lúc nó cũng thấy nó rối rối sao đâu. Trong bộ phim này thì Nga vào vai bà Nga, một trong những bà hàng xóm trong một cái vũ trụ hàng xóm rất là dễ thương. Bà Nga, bà cũng là một người có nhan sắc lúc trẻ, nhưng mà đã qua cái thời trẻ rồi thì bà và những cái nhân vật trong cái vũ trụ hàng xóm đó là ganh tị với lại nhan sắc của cô Mai. Trong phim Mai này á, thì Linh tham gia với một vai là một bà hàng xóm hơi ganh tị nhẹ với nhân vật Mai, tại vì Mai là một cô bé mới vừa dọn tới. Mình ở trong phim thì mình là một cái nhân vật trong cái vũ trụ hàng xóm của Mai ấy, thì cũng là một cái người mà có cái tính cách cũng gần giống như là ở ngoài đời. Ngọc Nguyễn là một cái người rất là đáng yêu, và khu xóm này cần một cái nhân vật phải có cái dạng tính cách như vậy. Cái tính cách đó là cái tính cách nó tự nhiên mà mình không thể kiếm được ở những diễn viên. Có biết đâu, tự dưng là bên quản lý của Thành gọi, thế xong rồi cũng giật mình, thế là rất là vui và nhận lời luôn. Mặc dù là livestream bán hàng nhé, không phải là diễn viên nhé, nhưng mà đóng xong một cái set nào mà cảm thấy chưa vừa lòng á, đứng giận bản thân ấy. Có nghĩa là Ngọc phải rất là thoải mái, đừng biết căng thẳng, giờ rất không có gì, đừng lo là nó bị chậm nhá. Khi mà Quốc Khánh tham gia và bắt đầu để khai thác nhân vật này thì Quốc Khánh thấy nó rất là khác. Ví dụ như Khánh là một cái người nó hơi hướng nội, thì nhân vật Bobby này nó hơi hướng ngoại tí xíu. Việc Khánh hay nói chuyện hay là giao tiếp với mọi người rất là bình tĩnh, còn nhân vật này nó hơi bồng bột tí xíu đó, nó là cái thứ mà nó trái ngược lại với mình rất là nhiều của ngoài đời. Vai diễn trong phim Mai lần này của Quỳnh là vai Phạm Anh Tú, vai quản lý của tiệm massage. Mình là một nhân viên massage trong phim Mai và là đồng nghiệp của Mai, mình là Diễm. Thiệt sự thì mình cũng chưa từng thử qua cái công việc quản lý để mà hiểu được cái tâm lý của một người quản lý như thế nào. Thì rất là căng cho cái cảnh quay đầu tiên của Quỳnh trong phim. Đó là một cái cảnh quay one shot. Cái shot quay nó rất là dài, cảnh diễn của Quỳnh Anh còn ở cuối cùng nữa, nên là mình cũng rất áp lực, nếu mà mình sai sẽ làm lại ngay từ đầu luôn. Rất là may mắn là Quỳnh Anh đều được chị Khả Như và chị Phương Anh Đào chỉ rất là nhiều thứ. Và mọi thứ đến bây giờ thì trộn vía là trót lọt êm xuôi. Đây, Mai cùng quê với em luôn. Thường thì quý vị khán giả sẽ thấy một cái Khả Như rất là lúc nào cũng có nhiều miếng hài, rất là năng động. Nhưng mà với vai diễn này sẽ là một cái hình ảnh hoàn toàn khác. Đó là cái tương tác của Như dành cho Mai trong phim. Ở bên ngoài thì hai chị em dẫn từ sáng tới chiều á, mà đến khi vào phim thì phải ghét, mà ghét từ trong tâm hồn á, thì đó cũng là một cái sự gọi là phải tập trung nhiều lắm, tại vì cứ nhìn thấy nhau là xì thôi. Thôi em mua đi, làm mua. Trong phim Mai thì Uyển Ân đóng vai Bình Minh. Khi đạo diễn Trấn Thành ngỏ lời mời lên casting cái vai này thì mình rất là thích, bởi vì đây là một màu hoàn toàn khác những vai diễn trước đây, và kể cả khác hoàn toàn với cái tính cách của mình luôn. Ân cũng đang muốn cắt tóc ngắn từ rất lâu rồi, nhưng mà may mắn là nhận được vai này và cần cái tạo hình này là mình một con nói chuyện luôn. Lần này vai trò đạo diễn và diễn viên của Trấn Thành khó hơn nhà bà nữ rất nhiều. Thành phải hóa thân thành một cái người đàn ông 60 tuổi hơn. Trước khi quay, Thành phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để make up. Sau khi mình make up, đang có cái tâm lý của cái người già đó, là phải xả cái tâm lý đó ra để làm một ông đạo diễn chỉ đạo cái góc máy, chỉ đạo cho những diễn viên còn lại trong cái cảnh đó phải diễn như thế nào, để nói cho diễn viên của mình diễn ra được cái cảm xúc mà mình mong muốn họ thể hiện. Rồi sau khi mình diễn đạt cho họ xong, mình là phải quên hết để mình nhập lại vô cái vai, cái con người của ông Hoàng. Việc anh nhận vai trong cái phim Mai của đạo diễn Trấn Thành, đây là cái vai một chú bảo vệ tên Úc, một người rất thương cái nhân vật chính. Bữa mà lên đầu tiên là má nghe anh Thành nói lại hết cái chuyện phim thì xúc động lắm, má khóc. Tại vì một cái phim tình cảm mà anh Thành là ảnh là sâu sắc về phim tình cảm đó. Thành ra má cũng rất là vui khi mà anh Thành muốn má làm chung với anh Thành nữa. Trong phim Mai, Hồng Đào đóng vai bà Đào. Dưới góc nhìn của bà Đào thì bà rất ư là coi Mai giống như một người em ruột. Là tại vì Mai là một người phụ nữ cứng cỏi. Còn cảm xúc nha. Trời ơi, nhưng mà mình rất là vô cảm, sợ nha. Cái mà Tuấn thích của nhân vật này là một nhân vật sống hướng ngoại. Nó hơi khác với Tuấn ở ngoài một tí xíu.
rồi cũng có cái nhiều cái tài lẻ, có những cái mối tình hay ho, mặc dù ở ngoài mình không hề có mối tình nào hết, thì vô cái phim này thì mình được yêu nhiều người hơn, có một sự thú vị từ nhân vật này cuốn hút Tuấn rất là nhiều. Mặc dù họ chỉ xuất hiện không quá nhiều, nhưng mà quý vị sẽ có thể nhận thức được họ là ai, họ sống như thế nào, họ gặp câu chuyện gì trong cuộc sống của mình, và nó mang ý nghĩa rất lớn với Mai. Mai là một cái nhân vật rất là đáng thương và rất là nhiều nghị lực, gánh chịu rất là nhiều nỗi đau của xã hội cũng như là những cái nỗi đau của những người thân xung quanh gây ra cho mình. Đối với Quỳnh á, đây là một nhân vật tiêu biểu cho cái việc là bị những sự chỉ trích và những sự áp đặt của cái xã hội này lên cô gái đó. Hồng Đào thấy thế này nhá, mình nhìn nhân vật Mai thì mình thấy là nó có rất nhiều cái bất công cho phụ nữ ngay cả tới thời bây giờ, và đối với Hồng Đào đó là một cái điều nó không công bằng. Bản thân Như cũng vậy, Như cũng thích những người gái mà gọi là mạnh mẽ. Còn số phận của Mai thì chắc chắn là quý vị khán giả khi mà ra rạp sẽ cảm nhận được mỗi người một khía cạnh. Qua nhiều cái lăng hình tôi có xem, qua cái những lúc mà diễn chung thì tôi thấy Phương Đào là một diễn viên quá giỏi, rất giỏi. Cảm ơn Phương Đào. Quá dễ thương. Thật sự mình lần đầu tiên mình thấy một cô gái mà đẹp mà có năng lực diễn xuất mà mình coi xong mình ngưỡng mộ thật sự luôn, bạn giỏi thiệt sự luôn. Và không chỉ vậy mà con ngoài còn rất dễ thương nữa. Chị Đào là một người rất là nhập tâm với vai diễn luôn ấy. Và chị sẽ không để bất kỳ một thứ gì bên ngoài tác động tới việc chị nhập tâm vào vai của chị. Thật ra hỏi Thành là muốn khán giả đón nhận Mai như thế nào, Thành chỉ biết nói là quý vị đã yêu thương Thành như thế nào, đã yêu thương bố già và nhà bà nữ như thế nào, thì hãy yêu Mai hơn một chút vậy thôi. Bởi vì Mai là một tác phẩm Thành rất là tâm huyết. Thành rất mong là Thành không làm quý vị phụ lòng. Và Thành muốn quý vị xem xong bộ phim cảm thấy muốn yêu nhiều hơn. Xíu nữa sẽ vô nói chuyện với chị Mai để coi là chị có nhận xét, có chia sẻ, có tâm sự gì về mà hôm nay mình sống dưới danh phận của chị có thấy hài lòng hay không? Thì một lát nữa vô đó chia sẻ nói chuyện cho mọi người nghe tiếp nha. Chào mọi người, chị em sinh đôi ở một thế giới khác, Mai. Và chào tất cả quý vị khán giả, mình là Phương Anh Đào. Lời đầu tiên thì chắc là cho chị Mai chào bé Đào. Và Mai xin chào tất cả quý vị khán giả đang ngồi xem và cũng như nghe những cái chia sẻ của ngày hôm nay. Mai có thể chia sẻ về câu chuyện của chính bản thân mình được không? Mai thấy là Mai gần gũi với rất là nhiều chị em phụ nữ ở ngoài kia, nhiều vất vả, nhiều nước mắt. Thì ở bên ngoài nó cũng sẽ có những người phụ nữ giống như vậy, và họ cần được công nhận hơn, cần được trân trọng hơn, cần được yêu thương hơn, để họ có thể bỏ qua những cái mặc cảm tự ti của họ hoặc là những cái định kiến đang dành cho họ. Thì không biết là anh Đào cảm giác ra sao khi mà lần đầu đọc Mai qua kịch bản cho đến những ngày làm việc đầu tiên cho đến bây giờ? Lần đầu gặp Mai hả? Thật ra là ở những cái ngày mà mọi người định trang với nhau á, mọi người đã làm việc về cái phần ngoại hình. Mình luôn luôn nghĩ về nhân vật, mình luôn mường tượng trong đầu hình ảnh nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cho đến ngày mà mình thật sự mình tìm thấy cái vẻ bề ngoài của cổ như thế nào thì nó cũng là một cái sự bỡ ngỡ. Và Mai cho anh Đào có một cái cảm giác rất là thân thương, kèm theo trong đó nữa là một cái sự từng trải của một người phụ nữ. Và anh Đào cảm thấy là mỗi ngày mình đều ám ảnh bởi cô ấy trong tất cả các giấc ngủ. Suốt những ngày quay vừa qua là lúc nào cũng vậy, không có ngon giấc. Không biết là anh Đào đã chuẩn bị những cái điều cần thiết nào để mà hóa thành hình chị Mai? Thì mới đầu anh Đào có đi học massage nè, đi học khiêu vũ với Tuấn nè. Lần đầu tiên tập khiêu vũ nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Và đặc biệt nhất là về cái phần thời gian. Bởi vì cái bài này nó đến 1 tiếng rưỡi lận mà mọi người chỉ được tập trong 4 ngày, nghe 1 tiếng rưỡi. Thì cũng may mắn là Tuấn là giỏi, rất tập trung nữa, nên là Tuấn cũng nhiều bạn tốt. Nên là cho đến bây giờ thì mọi người đã gần như là hoàn thành, chỉ cần chút dán nữa thôi.
em cố tình mà. Đó, em phải như vậy chứ. Trời ơi. Thì bữa trước có đi học massage cho nhân vật Mai thì mọi người cũng có đánh giá sơ sơ, rồi mọi người nói là cũng có thể đi massage dạo để kiếm thêm chút đỉnh nào cũng được đó. À, học mới có được 7 buổi, một buổi như vậy 2 tiếng. Bây giờ tới ngày đầu tiên quay bắt đầu dùng bối cảnh massage không nhớ một cái bài nào hết trơn mọi người. Tại vì hôm nay mình đang xóa hết ký ức cũ để tái tạo một cái nhân vật mới. Không biết sao kỹ năng của nhân vật mà bây giờ hôm nay là mình quên hết. Mọi người nhận xét về anh Đào rồi. Bây giờ thì anh Đào thử chia sẻ lại cảm nhận của mình, ấn tượng của mình về mọi người lại thử coi. Chắc là ấn tượng với Tuấn trước đi, tại vì Tuấn sẽ là người làm việc trực tiếp với cả anh Đào ở trong đó nhiều nhất. Thì Tuấn là một người bạn mà anh Đào cảm thấy là ở cái chàng trai này có cái sự chân thành và có rất là nhiều cái sự cố gắng. Ảnh không có nói nhiều nhưng mà ảnh sẽ bằng hành động, ảnh luôn luôn âm thầm quan tâm và hỗ trợ cho anh Đào rất là nhiều ở trong cái công việc này. Nói chung Tuấn là một người rất là dễ thương. Nói về anh Thành thì không có gì để bàn về cái chuyện là ảnh yêu chiều mọi người. Ảnh cho mình thêm kỹ năng, cho mình thêm sự chia sẻ làm sao để mình có thể hoàn thành cái cảnh đó nó ở một cái cấp độ là đặc sắc nhất. Cái tinh thần mà lắng nghe và cả xây dựng của mọi người ở trong đoàn á đều đánh giá rất là cao, rất là dễ thương. Có một người bạn nữa trong đoàn mà anh Đào cũng nói chuyện và nói chuyện cũng khá khá là nhân vật mà Bình Minh. Thì có thể là hai chị em chắc ở ngoài cũng hơi tưng tưng như nhau nên là hai đứa vô sách nói chuyện cũng rất là nhiều, cũng chia sẻ rất là nhiều. Thiệt sự là anh Đào cảm thấy rất là may mắn bởi vì mà mình được đi làm ở trong một ekip mà toàn thể mọi người đều rất là có tâm với công việc. Dàn vũ trụ hàng xóm và tất cả các nhân vật cô chú anh chị khác ở trong đoàn này, mọi người dễ thương cực kỳ, lúc nào lên là cũng mang đồ ăn, mang thức uống để chăm sóc với nhau, động viên nhau. Nên là chính vì những cái sự quan tâm, những cái cử chỉ đó làm cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Mai cảm thấy như thế nào về vũ trụ hàng xóm nè, xong về nhân vật, về ba mình nè, ba Hoàng nè, về Bình Minh nè, về nhân vật Dương, thì Mai có thể chia sẻ thêm được không? Tất cả những cái nhân vật xung quanh ở một cái góc độ nào đó mọi người vẫn có những cái định kiến làm cho bản thân cái người họ đã tổn thương mà họ có thể càng bị tổn thương nặng hơn. Ba Hoàng là một trong những người làm bộc lộ con người của Mai ở một cái khía cạnh mà bản thân mình bị bất ngờ. Khi mà Mai có những sự tương tác với ba Hoàng thì nó không giống như mà Mai của anh Đào tưởng tượng. Mai cũng nhiều lần bỏ qua cái cơ hội để mình hạnh phúc nửa vời. Mai cảm thấy là mình có trách nhiệm cần mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho Bình Minh. Bình Minh là một trong những cái điều tươi sáng nhất. Dương là một cái chàng trai có vẻ cũng mới lớn, thích chinh phục, ham chơi ngay lúc ban đầu. Cũng là cái sự trẻ con ở trong cái nhân vật đó mà làm cho Mai cảm thấy khác. Và cả về sau này, ở một cái giai đoạn khác nữa thì Dương cho Mai được cái cảm giác là Dương có thể bảo vệ Mai. Mai cảm thấy rất là dễ chịu. Cuộc đời của Mai nó có quá là nhiều cái gian truân. Nếu như bước ra khỏi kịch bản đó, sống cuộc đời của mình và có những cái sự lựa chọn thật sự thì Mai có muốn cuộc sống của mình nó sẽ khác đi không? Nếu mà được viết lại, Mai mong muốn là Mai sẽ trọn vẹn hơn về mặt tình cảm lứa đôi. Sau nhiều cuộc tình mình bị mất niềm tin á, Mai chỉ mong là cái niềm tin của mình đủ lớn, cái sức chứa của mình nó đủ dày để dành cho cái người xứng đáng. Và tất cả những cái điều trải qua trong cuộc đời của Mai làm cho Mai cảm thấy là mạnh mẽ hơn, biết yêu quý bản thân mình hơn, bỏ qua mặc cảm, tự ti, tìm lại niềm tin trong cuộc đời, và Mai cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Đây là một trong số rất ít phim mà mình cảm thấy là không cần phải vay mượn cảm xúc cá nhân. Mình có thể quan sát, tưởng tượng, mình bỏ vào đó sự đồng cảm, sự chân thành. Thì một cách nào đó mình sẽ lột tả được. Thì với dự án này chắc chắn là anh Đào sẽ học hỏi được về góc nhìn đa chiều, về cái sự đa dạng ở trong cách mình tiếp cận diễn xuất. Thứ hai nữa là học về cái cách mà khi mình ra hiện trường mình làm việc với mọi người ở trong một cái tập thể. Cái thứ ba nữa, làm gì cũng phải thương bản thân một chút. Đối với anh
anh Đào dự án này đặc biệt. Và cái câu chuyện của chị Mai thì làm cho anh Đào cũng phải trăn trở rất là nhiều. Hy vọng là mọi người ra rạp xem thì mình cũng sẽ có một cái thế giới riêng, hoặc là mình có thể kết nối được thế giới riêng với Mai.